Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nơi Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta refund cái số tiền các bạn đã tham gia vào các phiên Lontat IDO ở trên nền tảng BSTS khi mà phiên IDO giá không được mong muốn. Thì ví dụ như hôm nay chúng ta có phiên SWO giá thì không được tốt và chúng ta cần phải refund. Thì ở đây thì mình lưu ý với anh em là khi refund ở trên BSTS thì yêu cầu là anh em không được claim. Đấy, nếu em claim rồi thì không được ấn nút refund đâu. Đấy, thì anh em sẽ refund như sau. Chúng ta vào phiên Lontat, chọn vào phần IDO. Đấy, chọn vào phần 1 là chọn vào E này, 2 là chọn vào Join. Thì tìm đến cái phiên IDO các bạn đã tham gia trước đó thôi. Được chưa? Ví dụ như ở phiên này nhá. Đây. Ví dụ phiên SWO, mình ấn vào này. Thì đây các bạn tuyệt đối không ấn nút claim nhá, mà các bạn chỉ ấn nút refund thôi. Đấy. Nếu như mà cái phiên các bạn muốn nhận hoàn tiền, còn phiên nào mà ăn ấy thì mới ấn claim nhé. Lưu ý anh em, chúng ta ấn vào refund AON này. Và chúng ta sẽ ấn vào nút xác nhận. Lập tức thì cái số tiền các bạn tham gia IDO sẽ được hoàn lại cho anh em. Mình cũng sẽ có lưu ý bổ sung cho anh em một tí, đó là gì ạ? Tùy thuộc vào phiên IDO nhé. Có phiên thì sẽ được refund trong khoảng 2 giờ đầu, có phiên thì anh em sẽ được refund theo từng lần claim. Đấy, nó giá trị từng lần claim thì anh em sẽ refund. Đấy, tùy thuộc nhé. Nhưng mà thường là sẽ refund trong 2 giờ đầu nhé, tùy theo cơ chế. Đó, rồi có gì mình sẽ thông tin thêm cho anh em về các cái cơ chế cho anh em. Đấy, còn phần refund cơ bản như vậy nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn vào tiếp theo.